Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Tại lễ họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam để có được những thành quả của ngày hôm nay, xứng đáng là cái nôi đào tạo các thế hệ cán bộ. Trường Chính trị tỉnh đã trải qua nhiều gian nan thử thách. Trong quá trình ấy, công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường đã trưởng thành. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của nhà trường đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nói chung và của Trường Chính trị tỉnh nói riêng. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy, những thế hệ giảng viên hôm nay đang tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, tận tụy với nghề, hết mình vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trao tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và chúc mừng đến các thế hệ nhà giáo Trường Chính trị tỉnh, chúc các thầy cô đón ngày lễ thật vui tươi, hạnh phúc. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tin rằng trong thời gian tới, với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng, Đảng ủy, Ban giám hiệu và tập thể giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị Trường Chính trị cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt là cần cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả chương trình hành động về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đề ra, cũng như đề án Trường Chính trị chuẩn quốc gia do Tỉnh ủy ban hành. Trước mắt là xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 trước năm 2025, chú ý thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện và các lĩnh vực khác, gắn với đầu tư nâng chất lượng hoạt động của các trung tâm chính trị trong toàn tỉnh để xứng tầm là nơi đào tạo cán bộ của tỉnh và các địa phương. Dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và giấy khen cho 8 cán bộ viên chức. Trường Chính trị tỉnh trao tặng danh hiệu giảng viên dạy xuất sắc cho 2 cá nhân và danh hiệu giảng viên dạy giỏi cho 1 cá nhân.